Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Swap. Đã khá lâu rồi thì mình mới tiếp tục ra được video mới. Thì hôm nay mình đã nhận được một đôi giày trong tình trạng móc rất là nặng ở phần da và đế. Cũng như mọi khi thì mình sẽ thực hiện quy trình chăm sóc chuyên sâu cho một đôi giày da, bao gồm phần vệ sinh móc, dưỡng da và đánh bóng lại giày. Mọi người cùng theo dõi nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng Letrusion để vệ sinh và làm sạch phần lòng gót giày. Các bạn hãy lùa phần đầu kéo vào đầu mũi giày. Để ra được hết các cặn bẩn và cặn tất ở trong phần đầu mũi giày. Và kế tiếp thì như mọi khi, trước khi mà chúng ta thực hiện bất kể bước chăm sóc hoặc vệ sinh nào, đừng bao giờ bỏ qua bước sử dụng sushi để làm tăng form giày. Và để bắt đầu vệ sinh làm sạch các loại chân mốc bám ở trên giày thì mình sẽ sử dụng Little Swap của Swap mình. Món sản phẩm chứa danh của Swap thì anh em đã rất là quen thuộc rồi. Người khi đánh swap thì hãy cố gắng là tạo bọt và đánh đều kỹ tất cả các ngóc ngách, đồng thời cũng lau khô và sạch cái cặn bọt swap sau khi mà vệ sinh xong. Đây sẽ sử dụng khăn khô và lau thật sạch bọt ở trên giày. Lau đi phần vọt, màu sắc và diện mạo của đôi giày đã trở nên thay đổi. Và trước đó còn do bám mốc này, bị ẩm này. Sau khi chúng ta đã làm sạch cặn bọt trên giày thì chúng ta sẽ để cho giày khô trong độ khoảng 10 đến 15 phút và tiếp tục thực hiện bước kế tiếp, đấy là tẩy si. Bắt đầu tẩy si cũ với sản phẩm mà tẩy si chuyên dụng của bên mình. Mình sẽ sử dụng một chiếc khăn cốt tông lại dùng một lần để cho nó tiện lợi. Bạn hãy nhấp hai lần, bắt đầu thực hiện bước tẩy cả phần mũi dài. Thật ra em giày này trước đây là mình đã từng chăm sóc và đánh bóng một lần rồi, nhưng mà mức độ si mình kiểm soát ở trên giày này chắc nó không được nhiều lắm, nhưng chúng ta vẫn cần phải tẩy bỏ, nhất là gia tăng tính làm sạch về mặt da, thứ hai là đảm bảo cho quá trình các bạn dưỡng da như là dưỡng màu, đánh bóng nó sẽ được đẹp hơn nếu các bạn làm kỹ. Để giảm cái độ ẩm ở trên bề mặt da khi các bạn tẩy thì chúng ta hãy dùng khăn giấy, khăn khô lau sạch hết cái phần dung dịch thì nó không ngấm vào mặt da. Đây là loại chất liệu da bóng, khi các bạn đánh dưỡng và si kem thì rất là khó ăn. Sau bước tẩy si giày thì kế tiếp mình sẽ sử dụng Letrusion để làm sạch thêm một lần nữa. Cái này thì tùy theo từng người, không phải là bắt buộc. Mình hay dùng Letrusion để tăng tính làm sạch sau mỗi bước vệ sinh với xà phòng và tẩy si cũ, vì mình thường chăm sóc kỹ từng đôi của mọi người khi gửi đến cho mình. Với phần tính tẩy của lotion như các bạn nhìn thấy đây, những cái gì mà tẩy không hết, chất bẩn hoặc si kem sẽ thôi ra của một khăn, đồng thời nó cũng sẽ dưỡng da luôn cho giày của bạn. Đây là mọi người có thể nhìn qua hai bước vệ sinh đầu tiên là nghĩ là nó sạch rồi, nhưng mà không, chúng ta vẫn tiếp tục vệ sinh tiếp.
sinh thì chúng ta hãy cố gắng đi nhiều phần khăn ở phần đường chỉ, tại vì cái đường chỉ là nơi tiềm ẩn và nơi trú ngụ rất nhiều chân mốc trước đó, như là các phần diềm, đế, da. Tiếp theo không thể bỏ qua đấy là phần dưỡng da với kem dưỡng Laser Conditioner của bên mình. Nếu các bạn làm gấp và làm liên tục thì hãy để cho giày khô qua đêm để ngày mai tiếp tục vào bước si. Vì khi mà giày đang rất dư độ ẩm hiện tại, các bạn đánh si luôn thì chắc chắn nó không bóng đâu. Quá rất là nhiều bạn hỏi mình về tình trạng tại sao mà bôi kem sáp dưỡng các thứ lên sau đấy là đánh si mà không có cảm giác bóng và bị lì, thì mình đã giải thích là do da đã bị dư ẩm để dưỡng. Nhưng mình đang thoa dưỡng cho em này khá là nhiều và nó còn là da bóng nữa, nên là khả năng ăn kem của nó rất là kém, nó thường là nằm trên bề mặt nhiều hơn. Chính vì vậy mình sẽ để cho đôi này qua đêm và ngày mai mình sẽ xử lý tiếp. Và sau khi kem dưỡng đã thẩm thấu hoàn toàn trên bề mặt da dày thì mình sẽ tiếp tục sử dụng si kem để áp lên dày, dưỡng da và dưỡng màu tạo bóng nhẹ. Đừng quên dùng bàn chải để chải lại phần si kem khi các bạn đã búp lên giày nha. Cuối cùng thì mình sẽ sử dụng si sáp để tạo lớp áo bảo vệ cho giày, như là đánh bóng phần mũi, make up một xíu cho em này. Và đây là diện mạo của giày sau khi mình đã đánh si sáp hoàn tất quá trình vệ sinh và chăm sóc toàn diện cho em giày này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Swap. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Thank you cả nhà.